Chào tất cả mọi người, hôm nay Trung Đẳng cùng anh em Hà Thanh Phong cùng anh Út đi về miền Tây để phát tập cho học sinh nghèo ở Đồng Tháp, An Giang. Lẹ lẹ đi, 1 giờ đó. 1 giờ đó. Tranh thủ. Đây. Chưa, bỏ xe kia đi. Mà mở cốp lên. Mở cốp xe kia, bỏ bớt xuống đầu anh ơi. Đẳng chứ nhanh tiền tiêu xe bên đây phải không? Chào tất cả mọi người, Trung Đẳng cùng anh em nghệ sĩ đi 5 tiếng đồng hồ quý vị. Đi 5 tiếng đồng hồ là mới tới Đồng Tháp, là một ngôi trường để chuẩn bị phát tập cho học sinh nghèo. Ở đây là cùng ngôi trường Phước Thiện. Mời các bạn, mọi người đi theo của Trung Đẳng để mà chuẩn bị phát quà nhé. Một em Nguyễn Thị Mỹ Hương lớp 6A1. Cái này cô nhắc lại là em sẽ nhận phần thưởng của các anh ca sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cô đọc tên, các em có tên, các em cứ nhanh chân bước lên sân khấu để nhận thưởng. Một Nguyễn Thị Mỹ Hương 6A1. Hai Nguyễn Thị Bé Hương 6A1. Ba Bùi Chí Thiện 6A2. Bốn, và các em học sinh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo ngành và địa phương và các mạnh thường quân. Tôi xin thay mặt ban giám hiệu nhà trường gửi những lời cảm ơn chân thành đến thầy cô đã được thành quả hỗ trợ cho các học sinh. Tiếp theo thì tôi xin đọc tên em Bình Thị Như Phương. Lên cao đọc đầu xin luôn. Không,
Cháu lên ba. Rồi các con lên đi. Đó. Hai cháu lên ba cho các con nghe nha. Không phải nói lên này, lên hai chú luôn đây. Đúng rồi, lên đây, lên đây. Bây giờ con cháu bắt đầu ngồi lên đây. Và để giờ đây thì hát giọng cổ cho tất cả bà con công việc cũng như tất cả những người em nghe bài giọng cổ Ai Cho Tôi Tình Yêu của nhạc sĩ Bùi Minh Đăng. Hôm nay về quê của chị cảm nhận của chị như thế nào mà chị Mai đồng ý? Thì chị cảm nhận được anh em đoàn nghệ sĩ của thành phố Hồ Chí Minh vậy đây ủng hộ cho học sinh nghèo ở Thân Bình cửa khẩu Thân Bình cho nên đó chị rất vui và cảm xúc rất vui lăng lăng không biết tả sao nữa. Nãy anh thấy là học sinh ở đây rất là mừng, em làm đấy rất là dễ thương, có điều hay đen chút, chắc ở đây làm ruộng nhiều hả chị? Ở đây cửa khẩu mà em, cửa khẩu biên mà có đứa nào mà trắng nổi đâu. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi. Cảm ơn em. Châu cổ rồi rồi đó. Tiên xã Thông Bình huyện Tân Hồng dẫn năm bà vợ đi luôn đó. Trời Phật thánh thần ơi, anh nút có năm con vợ. Năm con vợ có nút á. Đại gia quận 9 hay xuống đây. Ghê trời. Xã láng bữa đó. Mới thấy lần đầu tiên luôn á, năm con vợ trời. Đại gia quận 9. Chắc tôi đặt cái máy tôi luôn á. Thân Hồng tỉnh Đồng Tháp. Cái này ăn nhâm sâm nhiều lắm mới có năm vợ như này. Năm con cứ liếc đi. Xuống thôi. Vậy nữa. Tôi không có con nào nha. Cảm nhận anh sao? Hôm nay về quê phát quà cho học sinh nghèo anh thấy sao? Phát quà thì rất là vui mà nắng thì rất là nóng. Vậy hả? Sao cơn mưa trời lại nóng quá trời luôn. Té tôi tê tả luôn. Ok, cảm ơn anh rất nhiều ha. Sắp sắp sẹt cái bụng rồi nè. Rồi. Chờ chưa chứ tôi dành vợ hết cho tôi sao? Tôi vợ cho dành mình kìa. Rồi chia luôn. Chia luôn anh vô nè. Không được, đồ bỏ vợ tôi cho ai. Giác mập nó luôn. Rồi giờ phái đoàn của nghệ sĩ Hà Thanh Phong của Trung Đẳng hết rất là vui. Chuẩn bị chia tay cả nhà ha. Năm sau là xuống quay tiếp. Có hỏi năm sau cao hơn năm trước. Rồi chia tay cả nhà. Cảm ơn anh Đức, cảm ơn hai cảm ơn Đức. Cảm ơn nghệ sĩ Minh Đức, cảm ơn nghệ sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.